từ ngày mai 30 tháng 9, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống quy định của thành phố vẫn chỉ được bán hàng mang về. Dù vậy, với tình hình kiểm soát dịch hiện nay tại thành phố, các hộ kinh doanh vẫn háo hức mong ngóng hoạt động kinh doanh của họ sẽ trở lại bình thường. Đóng cửa hàng hơn 2 tháng vì dịch bùng phát trở lại, ngày 16 tháng 9, thành phố cho phép vùng xanh mở cửa hàng phục vụ khách mang về. Chị Mai Thảo, chủ quán cà phê trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Tân Chính, vẫn không dám mở cửa vì lo ngại thu không đủ chi. Khi nghe thành phố sẽ khôi phục lại nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh từ đầu tháng 10 tới, cũng như bao hộ kinh doanh khác, chị Thảo háo hức chuẩn bị cho ngày mở cửa trở lại. Nhưng văn bản mới nhất của thành phố, ngày 30 tháng 9, hoạt động kinh doanh ăn uống vẫn phải bán mang về. Có phần hụt hẫng, nhưng chị vẫn tin tưởng với tình hình kiểm soát dịch như hiện nay tại Đà Nẵng, hoạt động kinh doanh như chị sẽ sớm trở lại bình thường. Đà Nẵng mình đang dần phục hồi rồi, thì bây giờ tụi em sẽ cố gắng làm lại kinh tế cho những tháng mà vừa rồi đã bị nghỉ dịch. Cũng như chị Mai Thảo, anh Trần Quốc Nam ở phường An Hải Tây, quận Sơn Trà cũng mong ngóng ngày được mở cửa đón thực khách tại quán. Chúng tôi rất là mong sẽ hoạt động trở lại bình thường và những người kinh doanh rất là háo hức chờ từng ngày để có văn bản mới. Mở cửa dần dần trong phạm vi an toàn, thành phố từng bước trả lại không gian kinh tế cho doanh nghiệp và các hộ kinh doanh, người lao động. Có thể nói, với việc nới lỏng một số hoạt động sản xuất kinh doanh, ai cũng mừng nhưng cũng có lắm nỗi lo. Lo khó đáp ứng các quy định phòng dịch, cộng thêm thiếu hụt nhân viên, phát sinh chi phí trong khi hoạt động kinh doanh chỉ ở mức cầm chừng. Đó là tâm trạng chung của rất nhiều người, từ chủ doanh nghiệp lớn cho đến các hộ tiểu thương. Nhưng trên tất cả, đó là sự đồng thuận và đoàn kết toàn dân cùng thành phố thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục và phát triển kinh tế.